Rồi, mình sẽ skip qua đoạn này tiếp nha. Tiếp tục, sau khi mà các bạn ra khỏi cái đung dần thì các bạn sẽ tiếp tục chạy tới cái điểm màu vàng các bạn ha. Mình luôn nhắc nhở các bạn là mình ưu tiên cái nhiệm vụ này để sau đó mình hòa nhập với cộng đồng mọi người. Và đương nhiên các bạn có thể tham gia vào DF các bạn ha. Hiện tại thì trong group của mình có khá là nhiều anh em chơi cái game này á. Cho nên là chúng ta có thể vào đó mình tìm party với nhau vào các khung giờ khác nhau nhé. Và thường anh em chơi buổi sáng nhiều ấy, thì mọi người vào, mọi người lập party rồi mình đi chơi chung với nhau các bạn ha. Và ok, đây là dungeon tiếp theo mà mình cần phải đi các bạn ha. À, và mọi người nên nhớ nha, game này hiện tại thì chúng ta có cả một cái nút ship để các bạn di chuyển nhanh nữa. Chính vì vậy thì đừng bấm di chuyển bình thường mọi người nha, nhớ bấm ship kèm với nút di chuyển thì các bạn sẽ có thể di chuyển nhanh hơn. Rồi, nhiệm vụ ở đây thì nó bắt chúng ta là hái hoa các bạn. Và những bông hoa đó thì nó sẽ nằm tại những cái điểm màu vàng trên bản đồ ha. Các bạn có thể nhìn thấy bằng mắt của mình này. Đó. Thì mình sẽ ưu tiên chạy tới những cái điểm gần nhất. Rồi, bông hoa đầu tiên. Đi lại. À dạ. Rồi, vậy là mình đã xong tiếp bông hoa thứ hai rồi. Và đây là bông hoa thứ ba. Và đây là bông hoa cuối cùng. Rồi, sau khi mà mình lượm đầy đủ hoa thì mình sẽ được một cái rương các bạn ha. Rồi, mình đã tới cái chỗ mà cần tới rồi các bạn ha. Đây là con khủng long. Và nhiệm vụ của mình sẽ là thịt nó các bạn. Nó cạp hơi rác nha. Sao mình không di chuyển được vậy? Đôi khi các bạn mà bị quýnh nhiều là các bạn sẽ không chạy được các bạn ha. Cũng như là di chuyển hay bất kỳ cái thao tác nào đó. Nói chung là nó di chuyển như không như mình mong muốn ấy. Thì đó là trạng thái mà mọi người bị ăn đòn nhiều quá. Ok, chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình là giết chết con khủng long nhé. Đụm đồ các bạn. Rồi, ok, sau khi mà các bạn đã hoàn thành xong cái phó bản đó, các bạn sẽ được đưa ra lại cái chỗ vào cổng ấy. Thì sau đó mình sẽ chạy bộ về đây mọi người nha. Rồi, sau khi mà chạy bộ về đây thì vẫn như thường lệ các bạn sẽ nói chuyện với lại cái con NPC này. Rồi, Personal Metaverse Unlock. Ok, và cái nhiệm vụ này là một trong những cái nhiệm vụ mà các bạn rất là dễ bị kẹt các bạn. Bây giờ các bạn bấm nút chữ K lên các bạn. Tại đây mọi người sẽ chọn vào chỗ Passive Tree nè. Đó, kiểu cái cây thụ động ha. Rồi, ở đây có một cái biểu tượng như thế này và nó tên là Personal Metaverse, và mọi người bấm vô đó, bấm vô dấu cộng luôn, sau đó bấm Confirm. Rồi, ra ngoài. Chúng ta sẽ bấm vô chữ O các bạn ha. Và chỉ đặt xuống. Nó sẽ hiện các bạn một cái cổng, rồi các bạn bấm chữ E vào và coi như là các bạn sẽ xong cái nhiệm vụ này. Rồi, sau khi vào đây thì các bạn lại tiếp tục có thêm một cái nhiệm vụ nữa từ cái con robot tại cái Metaverse của mình. Một cái room của mình ha, đại loại là cái phòng của mình ha. Nghe Metaverse nghe nó sang phết. Rồi mình sẽ nhấn E vô và mình grab cái này các bạn ha. Rồi sau khi grab xong rồi, ở đây thì nó nói các bạn là có thể là grab and gắn cái gem nó vô trong cái trang bị của mình á. Nhưng mà Long thì Long sẽ không grab vô ha. Mình sẽ bấm vô cái rương của mình ở đây. Rồi mình cất nó vô trong túi các bạn ha. Rồi quay lại và nói chuyện với nó các bạn. Tiếp tục chạy qua bên kia mọi người nha. Bây giờ mình lại tiếp tục vào cái dungeon mới nha. Thế thì mình sẽ giết chết con này thì chắc là sẽ ok mọi người nhé. Mình nghĩ là chỉ cần kêu xong con này là được. Ui, chắc mình quýnh hai con luôn nha. Thôi, thà đó mình không nhảy là mình bị bụi các bạn không. Nhưng mà mình sẽ ưu tiên đặt cái con bự bự các bạn, tại vì nó là con boss đấy. Khả năng là nó chết thì, à dạ, khả năng thì nó chết thì chúng ta sẽ end game luôn, chứ không có cần phải quýnh con kia đâu. Con kia nó phiền phức quá. Hơi khó một xíu các bạn nha. Nếu như bạn là người mới chơi thì mình nghĩ nó cũng sẽ hơi khó đó. Nhưng mà nếu bạn là một cái người đã từng chơi cái tựa game như là Genshin Impact á, thì mình nghĩ nó dễ á. Tại vì chơi Genshin rồi thì kiểu này nó đơn giản lắm kìa. Kiểu như nó là điều hiển nhiên nữa, rất là dễ chơi rồi. Rồi, end game nha. Ok, và bây giờ sẽ là Enter the Portal to Reach the Sky. Bây giờ mình chui vô nha. Rồi, tại đây thì các bạn có một cái nhiệm vụ khá là thú vị mà mình đánh giá cao ở cái game này luôn á các bạn. Đó là các bạn sẽ cần phải bắt cua qua bên kia ha. Ok, một cái, hai cái thứ ba nè. Rồi, cái này mình nhảy thẳng xuống luôn các bạn ha. Rồi, bấm đúp đúp hai lần nè. Là qua nha. Đấy, rồi, khúc này đi từ từ thôi. Vì khúc này mà đi nhanh quá cái nó loạn hết lên á, không không chạy được. Mình thấy quá nhiều anh em bảo cái này khó các bạn, mình thấy nó dễ với đạn luôn á. Thì mình chắc là do mình quen với cái thể loại game này á. Rồi mình cứ nhảy từ từ thôi các bạn ha, là qua được à. Đó. Khúc này thì không cần phải nhảy nhanh, trừ những đoạn nào đó, ví dụ như mình lỡ các bạn thấy nó không đủ tầm á thì mình bấm đúp đúp là nó tự lướt tới á, là ok. Rồi, ok qua mượt nha. Còn cái đoạn cuối cùng thôi nè.
Đoạn này thì mình chậm rãi lại một xíu nha. Và có thể các bạn chưa biết thì nếu như các bạn rớt tại cái điểm này thì các bạn sẽ được triệu hồi lại tại cái điểm gần, kiểu ở bên đây nè. Đó, tại vì giống như kiểu nó checkpoint lại các bạn. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ nhảy nha. Và nó cho các bạn vào một cái dungeon luôn. Thì nếu như tôi không làm, đây là một cái dungeon và còn một cái dungeon nữa, thì các bạn đã hoàn thành xong cái việc đi hết nhiệm vụ tân thủ rồi đó. Đây, các bạn cứ chạy nha, thì cái cầu thang nó tự đưa ra cho mình. Chỗ này cũng vậy, mình qua đây. Đó. Chết rồi, mình qua đường đi rồi các bạn. Ở đây. Nói chung là các bạn cứ chạy nha, tại vì tôi quen rồi á. Còn chưa quen thì thôi. Đó, mình cứ đi lên thì nó sẽ tự đưa đường ra. Game này nó vãi lắm. Hồi trước thì mình tưởng là mình sẽ bị té các bạn. Kệ nó, té cũng không sao hết trơn. Té nó hồi sinh lại. Sợ gì, đúng không? Nhiệm vụ tân thủ mà không lẽ nó làm khó mình. Ấy, mình cứ cắm đầu cắm cổ mình chạy mùi nha. Nó sẽ tự mở đường cho mình. À rồi. Sai lầm. Rồi, vậy là mình đã qua khỏi cái đoạn đó rồi ha. Đoạn này mới chua nè. Đoạn này nó tàng hình luôn các bạn. Mình sẽ cố gắng mình ghi nhớ được cái điểm ha. Để mình đi. Ây da. Có rớt không vậy? À chưa rớt nha. Đoạn này thì mấy ông cứ đứng yên. Xong rồi các bạn chờ nó hiện lại. Xong cái mình đi tiếp. Kiểu kiểu như vậy á. Rồi. Mình đã tới cái điểm mà khá là quan trọng để mình có thể quýnh con boss các bạn ha. Thì chỗ này á, mình chơi như này nè. Chỗ này thì hôm bữa là tôi không có dùng skill luôn ấy. Nhưng mà tôi dùng cái cách là tôi đập mấy cái bệ nổ này. À dạ, phải thằng này mình tự bớt mình rồi mày. Ôi quýnh hụt quá. Ui nó gõ trong mặt mình kìa. Thấy không chưa? Ok, em game nha. Rồi, time keep body fit. Vậy là mình đã hoàn thành xong được cái nhiệm vụ cơ bản và cái nhiệm vụ tân thủ rồi. Bây giờ là lúc mà các bạn có thể qua được một cái gọi là một cái thế giới mới các bạn. Thì tại đây các bạn có thể chơi cùng với bạn bè của mình và cũng như gặp rất là nhiều player khác khi mà các bạn chơi tại vùng đất này ha. Ok, và đây cũng là chặng đường cuối cùng mà mình hướng dẫn cho anh em tân thủ để mà anh em có thể bắt đầu cuộc hành trình kiếm tiền của mình sau đó ha. Rồi đó, nó có chỉ các bạn là bấm chữ B lên thì các bạn sẽ thấy được chỗ bạch ti á. Thì các bạn có thể invite nhau, mời nhau rồi chơi cùng với nhau. Còn bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục làm nhanh cái nhiệm vụ tân thủ luôn. Và thật sự thì bây giờ nó cũng gọi là hết nhiệm vụ tân thủ rồi các bạn. Bây giờ nó chỉ là một cái nhiệm vụ gọi là chính tuyến thôi. Và mọi người sẽ làm để các bạn nhận được thêm nhiều tài nguyên hơn, rồi các bạn dễ chơi hơn thôi. Chứ thật sự thì nó không phải là nhiệm vụ tân thủ nữa ha. Thì vẫn như những cái nhiệm vụ trước đây, các bạn vẫn sẽ nói chuyện với nó, các bạn sẽ nhận nhiệm vụ xong rồi các bạn nói chuyện, xong rồi các bạn lại đi đung dần kiểu như vậy ha. Nhưng cái nhiệm vụ này là một cái nhiệm vụ khá là khó hiểu và Long cũng không thật sự hiểu ngay thời điểm mà Long mới chơi game này. Chính vì vậy thì đây là lúc mà tôi sẽ tiếp tục chỉ cho anh em những cái mẹo. Và như cái nhiệm vụ mà nó đang hiển thị trên màn hình của các bạn á, nó sẽ là switch to your new pocket watch. Thì các bạn sẽ đổi cái pocket watch của mình thành một cái khác. Ok, mình sẽ bấm chữ Y lên các bạn ha. Và tại bên cái phần bên trái này các bạn sẽ thấy cái chữ là Trend Timeline. Các bạn bấm vô đó. Rồi, các bạn chọn vào cái ở phía trên nè, nhấn đúp vô 2 lần nha. Thì nó sẽ đổi cho mọi người từ cái Pocket Watch đầu tiên kia chuyển sang cái mới các bạn. Và chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Ok chưa? Rồi, tiếp theo là một cái nhiệm vụ nó bắt các bạn là đi một cái dungeon level 8 đến level 10. Rồi sau đó lại là level 12 cho tới level 14 cái gì á. Nói chung là nó sẽ là bắt buộc các bạn đủ level để các bạn có thể chơi những cái dungeon kế tiếp á. Rồi, ok, đó là cái điều đầu tiên ha. Và cái điều thứ hai á, khi mọi người đổi cái bucket watch này á, mọi người sẽ được reset lại hết tất cả mọi thứ luôn. Và những cái trang bị hồi nãy mà Long đang mặc á, là nó đang nằm ở bên cái bucket watch ban đầu các bạn nha. À, có nghĩa là nó chia thành 2 cái nhân vật luôn. Và mỗi nhân vật như vậy là một cái cá thể khác nhau ấy. Chính vì vậy thì khi mọi người muốn đổi nhân vật, mọi người nên tháo đồ của cái bên kia trước. Đó là lưu ý đầu tiên. Và nếu như mọi người đã cày cái nhân vật kia từ level 1 đến level 8 rồi thì bây giờ mọi người sẽ cần phải cày lại từ đầu cái nhân vật này. Bởi vì khi mọi người đổi như vậy, nhân vật của mình sẽ quay về level 1. Nhưng
có một cái điểm khác biệt là như thế này. Tại sao mà mọi người vẫn đổi khi mà mọi người biết là nó về level 1? Bởi vì như thế này nha. Rồi, các bạn chỉ vào đây các bạn sẽ thấy ha. Với cái đồng hồ ban đầu á, tuy level cao nhưng nó có rất là nhiều cái khiếm khuyết các bạn. Đầu tiên là skill cũng thiếu nè, energy cũng không có nè, rất là nhiều cái skill bị thiếu. Thứ hai là ở phần dexterity với lại intelligence, rồi vitality nữa. Đây là những cái điểm mà nó không có quá nhiều các bạn. Nó chỉ có một phần thôi. Và các bạn thấy không? Nó có cái hình màu đỏ này và nó chỉ mũi tên xuống. Đây là những cái thiếu sót mà cái đồng hồ trước đó các bạn dùng không có. Chính vì vậy thì mình cần phải đổi một cái đồng hồ xịn hơn, ngon hơn, kiểu như vậy. Và đó là lý do mà chúng ta sẽ cần phải đổi cái pocket watch này và phải cày lại sắp mặt luôn. Đương nhiên thì càng chơi về sau thì các bạn sẽ thấy được cái sự hiệu quả của nó. Chứ lúc mới đổi thì cũng thấy quầy vốn y chang nhau à. Nhưng mà giai đoạn đầu á, nên kiếm một cái xịn xịn trước luôn nha. Rồi sau đó mình bắt đầu mình cày luôn. Tiếp theo là ở phần Q3. Thì tại đây các bạn có thể nâng cấp mọi thứ mình muốn sao chơi sao thì nâng dậy. Rất là dễ ha. Và lưu ý nè, chỗ Passive Tree này nè, mọi người không nên nâng bậy bạ ha. Long đề xuất thì mọi người nên nâng những cái điểm mà nó tăng thêm cho mọi người slot á. Ok, cái này hợp lý ha, không có gì phải nói cả. Còn mấy cái điểm như thế này nè thì kệ nó, mình để đi các bạn. Từ từ á, mình có phương án sử dụng thì mình nên xài, đừng nâng bậy nha, tại vì không có reset được. Hoặc là reset được nhưng mà Long vẫn chưa tìm hiểu ra được á. Mình sẽ chỉ cho các bạn một cái điều nữa mà Long nghĩ là rất là nhiều anh em mong muốn và muốn biết cái điều đó luôn. Đó là cái chỗ reset skill với lại cái chỗ mà reset cái điểm start mà mình đã từng nâng ấy. Thì ở đây là một cái thành gần như là cái thành tân thủ luôn các bạn. Không, đây là một cái thành chung ha. Và các bạn sẽ chạy theo Long nha. Rồi, ở đây nè, các bạn sẽ thấy một cái tháp bự như thế này đúng không? Ai vô cũng thấy à, kiểu gì cũng vậy, chắc chắn đúng không luôn. Rồi mấy ông đi qua bên trái cái tôi, nó có một cái hẻm nhỏ nhỏ ở đây nè. Đó, được chưa? Ok chưa? Rồi, mình đâm đầu mình chạy thẳng lên trên. Bây giờ tôi sẽ chạy lên nha, binh đang hơi cao các bạn. Rồi, sau khi mà các bạn lên rồi các bạn nhìn qua hướng bên đây nè. Đó, các bạn thấy không? Cái hẻm ở dưới đây lên đây nhìn đây. Đó. Rồi tại đây các bạn sẽ thấy được hai thứ. Một là reset skill point. Hai là reset start point. Vậy skill point là gì? Skill point là cái chỗ này. Các bạn có thể reset lại và các bạn nâng cấp cái điểm này nè. Đó. Mấy cái điểm mà các bạn dùng để nâng cấp skill á, nó gọi là skill point ha. Và cái start point á, là cái điểm dưới đây các bạn. Các bạn dùng để các bạn nâng intel, các bạn nâng directory gì đó thì các bạn sẽ reset bằng cái này. Về cơ bản thì nó sẽ có cho các bạn hai sự lựa chọn về reset luôn. Một cái là điểm skill và một cái là một cái điểm chỉ số. Thì các bạn lưu ý hai điều này ha. Và đây là chỗ các bạn reset. Muốn reset bao nhiêu cũng được hết và các bạn sẽ tốn 1.000 vàng cho mỗi lần như vậy. Tiếp theo nè, là tại sao mà chúng ta cần phải có cái chỗ reset start đó? Bởi vì khi mọi người dùng trang bị á, mọi người sẽ thấy nó có hai phần. Phần đầu tiên là phần chỉ số, thì cái này thì Long nghĩ ai cũng có thể nhìn được rồi. Nhưng với cái phần thứ hai thì ví dụ như cái nón này, các bạn thấy không? Các bạn sẽ thấy có một cái dòng màu đỏ là nó 51 và cái current là cái giá trị hiện tại của cái nick của mình á đang có 47 thôi. Để mình dùng được cái nón này, mình cần phải có cái điểm dash đó 51 thì mình mới dùng được. Vậy thì sao? Bấm vô skill chi tại phần dash nè, nâng nó lên 51 rồi confirm. Và cái nón này tôi có thể sử dụng được. Đó, đó là lý do mà chúng ta cần phải reset cái điểm chỉ số đó để phục vụ cho việc các bạn có thể sử dụng trang bị cho mình. Ok, và đây là video hướng dẫn chi tiết cho các bạn về câu chuyện mới vô nên làm gì và những cái lưu ý cần biết. Và cũng như nếu như có những cái video sau thì tôi sẽ chuyên sâu hơn và cũng như là những cái nội dung nó nâng cấp hơn một xíu cho các bạn. Và cuối cùng, nếu như bạn là một cái người đang có dự định và cũng như là mong muốn chơi cái dự án Big Time này thì các bạn có thể check dưới phần mô tả và tham gia vào Telegram của DF ha. Và tại đây thì tụi mình có khá là nhiều anh em đang chơi cái tựa game này và mọi người sẽ cùng nhau tìm bạc thi để mà chơi cùng với nhau. Đa phần là mọi người sẽ vào buổi sáng ha và buổi tối thì mình sẽ ngủ. Ok, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của mình. Hẹn các bạn trong những video sắp tới của DF nha.